这小伙老师那名字都没有这边的叫这名字了，因为那名字没有名字这个没学校的这个名字就对了，怎么chồng con còn nói nữa mà, chồng con nói vợ nhà hả, không còn biết ai có chuyện gì cũng là người đầu tiên báo con biết trước mà, ừ. Có ba mẹ cũng vậy nữa. Lu đâu mày? Thấy chưa Lu cái bên không? Đâu. Thấy chưa Lu cái bên thêm mới không? Có gì cô không nhấn gì? Ừ. Nói yêu cùng thường á. Máy bội máy gì á. Ừ sao? Có thằng trưởng máy đó, có công nhân giới thiệu vô. Giới thiệu vô làm trưởng máy cái gì á. Chị ẩm chịu khi nó hỏi là có không? Chút đi, được. Chút đi, cho nó nhập xong đi. Ừ. Rồi chú coi cho luôn đi xong rồi tao nhập cho. Nhưng mà chú nói là hai vợ chồng được tự lập và tránh. Dạ. Giờ chồng sống tự lập. Giờ thì chưa chứ chắc mốt thì tự lập rồi chưa. Giờ con mẹ chồng. Giờ mẹ chồng mẹ cũng gì? Mẹ cũng ngọt. Bả là phái ngọt đó nha. Đúng rồi đó. Nô sẵn là bả là bả không chịu ra. Bả phái ngọt. Ừ. Bả kêu làm gì dạ dạ ừ, làm gì làm theo là được rồi. Đừng cãi. Nhưng lúc này giống của bạn Nhung quá vậy. Xong để đó người ta dọn. Chạy thằng này, chạy Nhung kho. Hai Nhung. Về rồi. Rồi nước xong để nó mua cho uống, nó để người ta dọn. Thì đó chứ coi Nhung đó, mất đồ mất đạt cái trang luôn đó. Nhung quá à? Ờ, mất xe, ngủ còn chậm lên nhà, vô nhà lấy hai chiếc xe không em? Hôm đầu năm tới giờ có mất cái gì không? Con hả? À. Không. Giữ nha, còn tháng cuối năm nha. Tiền bạc, điện thoại gì đó, ráng giữ, cẩn thận chút. Không có điện thoại mà đưa cho tao luôn đi. Đó, điện thoại cầm chân gọi cho mày hả? Gốc gác bên chồng là bên người Tàu, ông chồng đó là xưa là coi như là ông bà thầy thuốc. Nè, nè chỉ tay có mà bên cưng cũng có. Theo bên này là bên nữ, bên nữ nam, nhưng mà có cái coi nam nữ, coi nam nữ của cô chung ta cá tay mặt luôn. Muốn mà ăn dính quốc lớn mạng lớn, nhờ quốc đức của ông bà của quyền nhờ quá à, nhiều người theo được, theo đổ chứ không phải một hai người đó. Nào giờ có trong nhà có ai mình mổ mình gì không? Mổ hả? Ừ. Hồi nhớ trước mẹ con có cái mắt bị cái gì nhưng có mổ một lần. Có mẹ. Nhưng mà gán cẩn thận cái tháng chạp cuối năm cô tình nào tài có bệnh đó, hai chồng này. Con với con trả tiểu tình con hả? Phải thình không? Thình con chú mùi chứ cũng hay cắt khẩu. Cắt khẩu. Như là tao nói ba tuổi ba cách nhau ba ba
tuổi, 6 tuổi, 9 tuổi là khắc khẩu. Đúng rồi. Mình thương vợ lắm rồi. Có khi cũng ghiêng rồi. Nhưng mà chúng ta cả gì chúng ta biết thấy rồi. Mình vợ mình chồng mấy anh em, mấy được mấy người anh em? Anh em 4 rồi. Đây nè, 2 người theo nè. 4 rồi, mà hiện tại giờ chỉ có anh em thôi. Bỏ 2 người theo xã, theo độ dữ lắm đó. Chiều ăn uống gì kêu người ta chứ. Một nam một nữ. Nhưng mà Cưng nghe, Cưng nói ha, Cưng chơi với bạn á, có tánh thương người, giúp người, giúp xong người trở được phản của mình. Đây. Đúng rồi. Này giúp cỡ nào, cỡ nào giúp cho nó làm giàu cỡ nào, nhưng mà cuối cùng nó cũng phản mình. Cưng biết chơi lần đó lần đầu rồi, làm sao khỏi chơi. Tân mùa này còn đi lên mà đường còn cao mà. Làm đi chứ cũng có nhiều người giờ nó nha, chứ nói chứ là nhiều khi người ta muốn leo lên cái chủ ghế đó nhưng mà không được. Người cũng có mấy ông lớn cấp trên người ta ấy rồi. Tuy nhiên trước mắt thì có rồi. Ừ. Chỗ nào cũng vậy nè. Chỗ nào cũng có. Nhưng mà cái chỗ này nó đặc biệt. Chỗ này nó đặc biệt. Này là chỉ cần là người gốc hoa là nó nghe cho đó hả? Mổ gì? Mổ gì? Mổ gì? Mổ gì? Mổ gì? Chỉ cần biết cái này không biết phải không, sau này mới biết, làm lâu mới biết mà nghe mà tụi nó